Tổ quốc ghi ơn dân Nam còn nhớ. Người đã nằm xuống cho sông núi Trường Tôn, cho muôn người hạnh phúc, muôn dân được tự do. Người là ai? Sử sách khắc ghi công anh rực rỡ. Anh là chiến sĩ rất anh dũng hào hùng, giáng nguy không sơn chí, vì đại nghĩa liều thân. Người là ai? Người là ai? Là Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Khoa Nam, Hồ Ngọc Cần, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vĩ, Trần Văn Hai, Ngụy Văn Thà, Lê Văn Hưng. Những anh hùng liệt nữ, những anh hùng vô danh, là chiến sĩ máu thấm vào đất mẹ để sông núi Trường Tôn. Ta người đang sống không bao giờ quên ơn, cho người nằm xuống được sưởi ấm hồn thiêng, lời tri ân tha thiết hồn tử sĩ Việt Nam. Dân Nam còn nhớ. Người đã nằm xuống cho sông núi Trường Tôn, cho muôn người hạnh phúc, muôn dân được tự do. Người là ai? Sử sách khắc ghi công anh rực rỡ. Anh là chiến sĩ rất anh dũng hào hùng, giáng nguy không sơn chí, vì đại nghĩa liều. Người là ai? Người là ai? Là Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Khoa Nam, Hồ Ngọc Cần, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vĩ, Trần Văn Hai, Ngụy Văn Thà, Lê Văn Hưng. Những anh hùng liệt nữ, những anh hùng vô danh, là chiến sĩ máu thắm của đất mẹ để sông núi Trường Tôn. Ta người đang sống không bao giờ quên ơn, cho người nằm xuống được sưởi ấm hồn thiêng, lời tri ân tha thiết hồn tử sĩ Việt Nam. Lời tri ân tha thiết hồn tử sĩ Việt Nam. Lời tri ân tha thiết hồn tử sĩ Việt Nam.